sao trao chuốt quá, phải quản lý và coi chừng kỹ hơn nha. Vậy hả? Hiệu quả thiệt. Hả? Cái gì hiệu quả? Đó là nhờ Mỹ Hảo Đậm Đặc 2X trắng xanh, là chuyên gia giặt sạch các vết bẩn, sạch ngay tất cả vết bẩn khó giặt chỉ trong một lần giặt, để quần áo luôn trắng sạch đẹp như mới. Có Mỹ Hảo 2X trắng sạch, lúc này ai cũng trao chuốt hết. Chị cũng muốn phải coi chừng anh nhà mình. Mỹ Hảo Đậm Đặc 2X trắng sạch đẹp như mới. Thưởng thức sữa bình cô gái Hà Lan Active 20 cộng với giá chỉ từ 5.500 đồng. Thật thơm ngon, bổ dưỡng, giống như quà tặng hấp dẫn hàng tháng. Sữa bình cô gái Hà Lan Active 20 cộng, giá hợp lý, quà như ý. Xài Google 4G đời không phải chờ. Viettel Google 4G được minh nhanh gấp 10 lần. Samsung tặng ngay với sim Google 4G miễn phí đến 3 tháng data duy nhất tại Thế Giới Di Động. Đổi sim Google 4G ngay hôm nay chỉ có tại Thế Giới Di Động. Là con trai với làn da mặt đẹp thêm tự tin, nhưng thật buồn khi phải đối diện với những nốt mụn cứ ở mãi trên da mặt của mình. Những nốt mụn đó bạn mới bị hay bị đã lâu, đó không phải là vấn đề. Phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm đẹp Minh Đan chuyên việc điều trị hết các loại mụn cho các bạn nam như mụn tuổi dậy thì, mụn lứa tuổi sinh viên học sinh, mụn cám, mụn mủ, da nhờn, lỗ chân lông to hay các loại mụn lâu năm, đặc biệt xóa các vết thâm do mụn để lại. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc khám và điều trị mụn, Minh Đan bảo đảm chất lượng. 1. Điều trị hết mụn. 2. Da mới trắng mịn đẹp mịn màng không sẹo thâm. Minh Đan, đàn ông cũng phải đẹp. Phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm đẹp Minh Đan, số 189 quốc lộ 22 quận 12 đối diện với xe An Sương. Áo mụn ít sử dụng lâu ngày kém thơm. Trẻ con với những trò chơi nghịch đùa lấm mẩn, khăn thì vải sợi khô rách. Không phải lo vì đã có nước giặt Đậm Đặc Mỹ Hảo 2-trong-1 giặt và xả, là chuyên gia giặt vết bẩn, sạch ngay tất cả vết bẩn khó giặt chỉ trong một lần giặt mà không cần dùng nước xả, vẫn trong sạch ngát hương hoa, mang lại sự ấm áp dịu êm. Chăm sóc gia đình thì không thể thiếu Mỹ Hảo Đậm Đặc 2-trong-1 giặt và xả, chăm sạch mềm mại thơm tho. Sản phẩm này không phải là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh. Chào sếp sao vậy? Tôi bị viêm đại tràng. Đại tràng tấp bình dùng cho người bị viêm đại tràng cấp và mãn tính. Viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu. Sếp khỏe chưa ạ? Tôi đỡ rồi. Đại tràng tấp bình hay thật. Tấp bình mang cả tấp tình trong từng sản phẩm. Truyền hình Vĩnh Long 1 trưa nay thứ sáu ngày 14 tháng 7 năm 2017. Mời quý khán giả cùng cập nhật những tin tức thời sự qua bản tin trưa và bản tin 389. Ngay sau đó chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý khán giả những tin tức khác trên các lĩnh vực trong nước cũng như quốc tế qua chương trình Người đưa tin 24 giờ. Thưa quý khán giả, là một giữa hai cha con bỗng chốc trở nên căng thẳng khi Khánh Kiệt cho rằng việc anh qua lại với Gia Tuệ có khác gì chuyện ông Đỗ vẫn luôn coi bà chủ Thiên Thủy Lầu là tri âm tri kỷ. Đây chính là nội dung của tập 173 của phim truyện Đài Loan Rồng Bay Phượng Múa phát sóng vào lúc 12:05 hôm nay. Quý khán giả nhớ đón xem nhé. Để tiếp nối chương trình phim truyện trưa nay, một quý khán giả cùng đón xem tập 27 của phần 3 của phim truyện Đài Loan Nhân Gian Huyền Ảo trong khung giờ quen thuộc vào lúc 13 giờ mỗi ngày. Bây giờ một quý khán giả cùng theo dõi chương trình truyền hình Vĩnh Long trưa nay.